Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Kho Đồ Chơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ linh kiện rất là đầy đủ để anh em có thể hoàn thiện một cái chiếc xe 2 cầu tỷ lệ 1/16. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái xe WPLB14 nhé, tỷ lệ 1/16. Cái chiếc xe này được mô phỏng theo cái mẫu xe tải quân sự của Mỹ, Rail M35A2 nhé. Đây. Cái chiếc xe nguyên bản này thì giá nó rất là rẻ, nó chỉ có khoảng 600-700 nghìn thôi. Đó, nhưng mà tất cả các linh kiện của nó đều là bằng các cái linh kiện nhựa và các cái chi tiết nhựa. Bộ điện thì nó cũng chỉ là bộ điện cơ bản thôi. Nó sử dụng các cái linh kiện giá rẻ nên là với sẽ phù hợp cho những anh em nào mới chơi. Thì anh em có thể mua các cái sản phẩm nguyên bản này về để chơi và trải nghiệm dần. Còn với những anh em chơi lâu rồi thì chắc là nhìn cái đống linh kiện này chắc là thích luôn, đúng không ạ? Với những anh em chơi lâu rồi thì chắc chắn là sẽ muốn mua xe về và nâng cấp lên rồi tự tay làm những cái tự tay lắp ráp, tự tay làm hoàn thiện cái chiếc xe của mình. Thì ở đây mình để ở đây là những cái linh kiện mà đầy đủ để chúng ta có thể nâng cấp cho một cái chiếc xe 2 cầu của WPL tỷ lệ 1/16 nhé. Đây nó chỉ là một trong nhiều option thôi anh em nhé, không phải là ai cũng cần mua như thế này và không phải là cứ nâng cấp là chúng ta sẽ phải mua tất cả những thứ này. Chúng ta sẽ có thể chọn được những cái option, chọn được những cái lựa chọn khác. Đó, đây chỉ là một gợi ý của mình thôi. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái linh kiện này mình đã chuẩn bị ra đây, nó sẽ bao gồm những cái gì. Đầu tiên là mình sẽ nói về phần điện nhé. Tay điều khiển 6 kênh này, tay điều khiển súng 6 kênh của HRC, mã CT600, cái này thì rất là phổ biến rồi. Đó. Đi kèm theo nó là cái RX, là bộ thu tín hiệu. Tiếp theo đó là một cái SC60A. Đây là cái SCTB600060 nhé. Nó có thể đủ tải để cho sử dụng cho tất cả các linh kiện mình đang bày ở đây. Rồi. Ở đây mình có thêm một cái SC30A nữa. Cái SC30A này thì mục đích là mình đưa thêm vào đây là để sử dụng, biến nó trở thành một cái mạch điều khiển tời nhé. Bởi vì cái xe này là mình có sử dụng tời. Đó. Tiếp theo đó là cái hộp số 2 cấp. Đây là hộp số 2 cấp mà ở trong này là cái phần này nó bằng nhựa nhé. Ở trong này là các cái bánh răng nhựa, tuy nhiên là bánh răng to nên là nó cũng khá là bền đấy. Sử dụng motor 370 này, có servo để chuyển số, đây là cần số này. Khi chúng ta sử dụng cái servo này để chuyển số thì cái cần số này nó sẽ hoạt động và nó sẽ chuyển qua lại giữa hai cấp số nhanh và cấp số chậm. Ở đây cái bộ điện này thì mình có sử dụng thêm một cái bộ mạch điều khiển 12 bóng led. Cái bộ mạch này thì nó bao gồm cả đèn pha, đèn xi nhan, đèn phanh, đèn mo, đèn lùi. Có cả mạch giả lấy âm thanh nhá. Đây là bộ mạch giả lấy âm thanh phiên bản 2.0 của Kho Đồ Chơi sản xuất. Thì cái bộ mạch giả lấy âm thanh này thì miễn chê rồi. Có tiếng M35 lắp vào con này là quá phê luôn. Rồi, sau khi lắp xong thì mình sẽ làm video cho anh em nghe thử cái tiếng của nó. Đây là cái loa đi kèm theo cái bộ mạch giả lấy âm thanh nhá. Đây là bộ loa, đây là cái loa đi kèm theo mạch giả lấy âm thanh. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái servo. Đó, servo này là servo full kim loại RBRC9G, nó có sức kéo khoảng 4 cân đến 6 cân. Đó, nhỏ nhưng có võ đấy anh em ạ. Đây là cái tời nhá. Đây là cái tời của cái chiếc xe này, mình sẽ lắp cho cái chiếc xe này. Đây là tời kim loại luôn. Đó, đây là cái phần vỏ của cái tời này. Vỏ mình sẽ lắp ở ngoài như thế này. Đó, khi mình lắp tời vào, mình sẽ lắp vào phía cản trước của cái xe. Đó, em thấy không ạ? Cái xe này thì mình sẽ sử dụng hai cục pin nhá. Cái một là cái cục pin LiPo 3S, dung lượng là 2200mAh, nó to như thế này. Thì nếu mà chúng ta thấy là cái xe của chúng ta nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng cái loại pin dung lượng thấp hơn để pin nó sẽ nhỏ hơn. Và ở đây mình sử dụng thêm một cục pin LiPo 2S dung lượng 1400mAh. Thì tại sao mình sẽ cần phải sử dụng hai pin như thế này? Một cục pin thì mình sẽ để nuôi cái cục nuôi con SC chính này này và nuôi cái mạch giả lấy âm thanh. Còn cái cục pin phụ này thì mình sẽ để nuôi cái SC phụ để điều khiển tời nhá. Đó. Cái bộ điện này thì mình sử dụng cái bộ sạc B6. Đây là cái sạc B6 nhá. B6 này dùng cho cái bộ này là quá ngon rồi. B6 thì đi kèm theo rất là nhiều. Đây là adapter này, đây là adapter sạc này. Cái này là để cấp điện cho cái sạc B6 này. Đây là các cái rắc cắm, các cái rắc sạc đi kèm theo cái bộ này. Đó là mình đã giới thiệu cho anh em hết cái phần điện rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần
các cái linh kiện, các cái phụ tùng kim loại để nâng cấp cho cái xe này. Đây, đầu tiên là mình phải nói đến là cái cầu, bộ cầu trước và cầu sau. Đây là vỏ cầu nhá, vỏ cầu kim loại. Đó, cầu trước cầu sau. Dáng cầu này là dáng vỏ cầu này là dáng zin nhá, giống với vỏ cầu zin. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái vỏ cầu zin nó trông như thế nào. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đây là vỏ cầu zin này, còn đây là, đây là vỏ cầu kim loại. Đấy, giống zin luôn. Nó có hai loại vỏ cầu, một loại là vỏ cầu CNC thì nó là nhôm nguyên khối, nó phay ra. Thì mình thích, thường là mình thích xe tải quân sự thì trông nó cổ cổ, mình sẽ chơi cái vỏ cầu zin này thì trông nó hợp hơn. Đó. Vỏ cầu zin thì thường là những cái xe tải quân sự như này nó là xe hai cầu off-road, có khả năng là leo trèo được, nên là mình sẽ thường zin của nó thì sẽ sử dụng cầu không vi sai. Tuy nhiên là đây ở option này thì mình sẽ đưa vào cho anh em nhìn thấy ở đây là cái bộ vi sai nhá, bộ ruột vi sai của cầu trước và cầu sau. Đây, của WPL luôn. Đó, đây là full kim loại luôn anh em nhá. Đây là bộ ruột vi sai cầu trước và cầu sau để chúng ta có thể lắp được vào đây. Chơi bộ này là rất là chất chơi luôn đấy. Tổng chi phí của cái bộ này vào nó rơi vào khoảng gần 7 triệu anh em nhé. Đây là cái linh lái để chúng ta có thể lắp cho cái cầu này, cầu trước. Đó. Linh lái mình sẽ để đây. Còn đây là hai cái trục cắc đăng này, hai cái trục cắc đăng này sẽ nối từ hộp số sang cầu trước và cầu sau để truyền động từ hộp số nhé, truyền động từ hộp số ra cầu trước và cầu sau. Nó sẽ sử dụng hai cái trục cắc đăng kim loại này. Đó. Ngoài ra thì có kèm theo ốc vít này. Đây là các cái lá nhíp. Đây là 8 cái lá nhíp để tăng tải cho cái các cái cầu xe của chúng ta. Đây là bộ nhíp gật gù này. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy là hai một cầu thì chúng ta sẽ sử dụng một bộ này, tức là hai cái nhíp này lắp vào hai bên. Thì đây nó có lá nhíp sẵn rồi. Bộ nhíp gật gù này cũng khá là chắc đấy. Và êm lắm, lắp bộ nhíp gật gù này thì phê lòi luôn. Tuy nhiên là nếu mà xe của chúng ta mà khi chúng ta lắp toàn bộ các cái linh kiện điện này lên thùng phía sau này mà nó nặng quá ấy, thì nó cái nhíp này nó yếu, nó không đủ tải, chúng ta sẽ sử dụng các cái lá nhíp này để chúng ta tăng cái tải của nó lên. Thì chúng ta có thể đệm vào một mỗi cái lá nhíp này, chúng ta sẽ đệm vào một cái lá nhíp ngắn và một cái lá nhíp dài như thế này. Hoặc là tùy trọng lượng của xe thực tế nhá, nếu mà chúng ta đệm một lá, đầu tiên là chúng ta sẽ đệm một lá này vào. Đúng không? Đệm một lá này vào, nếu mà chúng ta thấy rằng là nó đã đủ rồi thì thôi chúng ta cắt cái này đi. Còn nếu mà vẫn chưa đủ, vẫn bị yếu ấy, thì chúng ta lại đệm thêm một lá nữa vào đây. Đó, thì nó sẽ tăng được cái khả năng chịu tải của cái cầu xe của chúng ta lên nhá. Đó, thế thôi. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng thêm các cái lá nhíp này để tăng cái khả năng chịu tải cho cái lá nhíp chính. Đây là lá nhíp chính này. Ở đây là cái bộ này nó là cái bộ giá treo servo nhá. Chúng ta sẽ lắp cái servo, lắp cái servo này này. Bình thường là cái xe nguyên bản của chúng ta ấy, servo nó sẽ lắp ở trên sàn cabin. Đây, ở trong này. Đó, nhưng mà lắp như thế này thì khi mà chúng ta bẻ lái thì nó sẽ bị hạn chế góc lái đánh sang hai bên. Và thứ hai nữa là nó sẽ bị vặn cái sườn của xe. Đó. Và để hạn chế được cái việc vặn sườn và tăng được cái góc lái được rộng hơn thì chúng ta sẽ lắp cái servo xuống dưới cầu xe như thế này. Chúng ta sẽ lắp cái servo lên cái cầu xe nhé. Thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn riêng. Đó, ví dụ như là cái cầu xe của chúng ta đây, cầu trước đây, chúng ta sẽ lắp cái sử dụng cái bộ giá treo servo này. Chúng ta lắp cái giá treo servo ở đây và chúng ta sẽ lắp các cái linh kiện, lắp cái servo của chúng ta, đặt nó lên đây, lên trên này. Đó, thì khi đánh lái nó sẽ đánh lái rất là rộng và nó sẽ chống được, hạn chế được cái tình trạng là vặn sườn khi mà chúng ta bẻ lái. Ở đây là cái mạch để đo và báo pin. Đây, ví dụ mình cần đo và báo pin thì mình cắm vào đây, nó sẽ báo cho mình dung lượng của từng cell pin. Đó, 3.85 này, 3.34, đây là cái pin cũ của mình nhá. Pin mới thì mình sẽ lấy một cái pin khác. Đây là pin cũ nên là cái cell nó đang bị lệch khá nhiều. Đó, còn đây là pin 3S này. Còn đây là cái bộ tem sticker đăng kiểm và biển số của kho đồ chơi. Cái này thì là quà tặng để tặng cho khách hàng thôi. Đó.
Anh em mà mua một bộ linh kiện này mà mình không tặng được cái bộ biển số thì hơi lạ đúng không ạ? Rồi ở đây mình sẽ có thêm cái mỡ nhé. Hộp mỡ này là cái hộp mỡ để bôi cho các cái bánh răng kim loại. Đây là hộp mỡ đỏ để bôi cho các cái bánh răng kim loại để chống mài mòn, chống oxy hóa, thậm chí là chống cả nước vào trong cầu luôn. Nếu mà chúng ta bôi kín thì nó có thể chống được cả nước tràn vào trong cầu. Đây là cái lọ keo khóa gen anh em nhé. Thì anh em đặc biệt lưu ý cái lọ keo khóa gen này. Đó, đôi khi là anh em lại cứ nhầm đây là dầu hay là mỡ hay là cái gì đấy, anh em lại tra vào thì rất là mệt. Keo khóa gen này chúng ta sử dụng để khóa các cái gen ốc bằng kim loại khi mà chúng ta bắt ốc. Ví dụ như là những cái con ốc mà bắt vào kim loại như này. Đó, thì khi chạy xe nó rung ấy, một thời gian nó sẽ tự bị tuôn ra. Nó trôi, nó tự tuột ốc này. Đó, và để hạn chế cái tình trạng đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái keo khóa gen này để chúng ta bôi vào cái gen. Khi mà chúng ta siết ốc và chúng ta bôi vào gen thì nó sẽ khô cứng lại và nó sẽ không, cái gen ốc của chúng ta nó sẽ không bị tuôn ra nữa. Đó, thì khi mà chúng ta vận hành xe thì nó sẽ không bị tuôn ra nữa. Và khi để tháo được cái ốc mà có sử dụng keo khóa gen thì chúng ta phải cần phải gia nhiệt vào đấy, tức là chúng ta phải khò nhiệt, khò nóng lên để cho chảy keo ra thì chúng ta mới tháo được nhé. Còn anh em nào mà đôi khi mà cứ cố ấy, ốc nhỏ nhiều khi là chúng ta vặn mạnh là nó đứt gãy gen đấy nhá. Đôi khi là hỏng, có khi mà phải mua cả một cái bộ khác vì không lấy được con ốc ra. Anh em đặc biệt là khi lưu ý khi sử dụng cái keo khóa gen này là phải rất cẩn thận và phải biết sử dụng nhá, chứ đừng bôi lung tung và đừng lạm dụng nó bôi nhiều quá. Đó, bôi nhiều quá là nhiều khi làm khó, tự làm khó cho mình đấy. Ở đây thì mình sẽ có bốn cái mâm kim loại. Đây, cái mâm kim loại này thì mình sẽ thay vào cho các cái bánh xe kia. Đó, nhìn mâm kim loại nhìn nó sáng hơn, nhìn nó chất hơn. Đúng không? Anh em nào thích thì có thể sử dụng, còn nếu không thì chúng ta cứ dùng mâm nhựa cũng được. Đó, ở đây thì mình sẽ sử dụng lốp Daka cho bốn cái mâm này. Tuy nhiên là hiện tại cái lốp Daka của mình nó đang hết hàng nên là mình không show ra ở đây cho anh em xem được. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em tất cả những cái linh kiện mà để giúp chúng ta có thể nâng cấp cho cái chiếc xe WPLB14 này. Thì ngoài cái mẫu xe này thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái linh kiện này để nâng cấp cho các cái mẫu xe hai cầu khác của WPL, ví dụ như là B24 là cái mẫu gas ấy, hoặc là B36 thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm một cái cầu giữa nữa và mâm thêm một bộ mâm nữa. Thêm hai cái mâm nữa thì nó mới đủ, bởi vì ba cầu nó phải là 6 bánh xe và ba cầu. Đó, thì và trục các đăng thì cũng chúng ta cũng sẽ phải mua thêm một cái trục đắc các đăng ngắn để nối cầu giữa và cầu sau. Còn ở đây mình đang giới thiệu cho anh em xem là cái bộ này nó sẽ là cái bộ linh kiện để nâng cấp cho xe hai cầu. Chúng ta có thể tham khảo cái combo này để chúng ta mua. Đây chỉ là một cái option thôi anh em nhé, không phải là mình cứ nâng cấp xe hai cầu là mình mua tất cả những cái thứ này đâu. Anh em có thể tùy vào khả năng tài chính của anh em có thể mua đến đâu, muốn nâng cấp cái gì thì anh em nâng cấp cái đó, mua cái đó. Trong các linh kiện này nó cũng có nhiều loại khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ như cầu này, vỏ cầu nó cũng có vỏ CNC hay là vỏ zin, ruột cầu này thì nó cũng có ruột cầu vi sai hay là không vi sai, đúng không ạ? SC thì nó cũng có nhiều loại SC, SC 30A đây, 30A, 60A, 480A, nó có nhiều loại SC khác nhau thì giá thành nó cũng khác nhau. Quan trọng là để làm sao chúng ta chọn được cái SC nó phù hợp thì tốt nhất là với những bạn nào mà biết thì chúng ta có thể tự chọn, còn những anh em nào mà chưa biết ấy thì có thể inbox cho mình để mình tư vấn cho. Ví dụ như là anh em sử dụng hộp số 2 cấp này, sử dụng đèn này, sử dụng mạch âm thanh này thì chắc chắn là anh em phải dùng một con SC ít nhất là dòng tải phải 60A trở lên. Còn nếu mà anh em chỉ sử dụng cái bộ điện zin, nếu mà chỉ sử dụng cái bộ điện zin này thôi, sử dụng motor 130 hay là 180 hoặc là cùng lắm là lên đến 370 thì anh em cũng không có đèn đóm âm thanh gì cả thì anh em cũng có thể sử dụng cái SC 30A này. Đó, để cho nó nhỏ gọn và giá thành nó cũng rẻ. Đấy. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng SC nhỏ, dòng tải thấp mà chúng ta lại sử dụng linh kiện nó tiêu tốn nhiều cái dòng điện của chúng ta thì có thể là khi sử dụng cái SC của chúng ta nó sẽ bị nóng, nếu mà hoạt động liên tục với công suất như vậy thì nó sẽ có thể là nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả và có thể là nó cũng sẽ hỏng, bởi vì khi mà cái SC của chúng ta mà nóng liên tục thì nó cũng giảm tuổi thọ đi.
Đó, và để làm sao mà chọn được cái linh kiện nó phù hợp nhất thì anh em nên, nếu mà anh em biết thì anh em nên tự chọn, còn nếu mà anh em không biết thì đừng ngại inbox cho mình. Và khi inbox cho mình thì anh em nên cố gắng là cho mình biết rõ, càng chi tiết càng tốt, là về nhu cầu anh em đang định làm một cái chiếc xe như thế nào, anh em muốn lựa chọn cái mẫu xe nào để làm, anh em muốn nâng cấp nó có những chức năng gì, muốn sử dụng những cái linh kiện loại gì, hoặc là anh em cho mình biết là cái túi tiền của anh em, khả năng tài chính của anh em đầu tư cho cái chiếc xe nó trong khoảng bao nhiêu tiền, thì mình sẽ giúp anh em lựa chọn được những cái linh kiện nó phù hợp và sẽ tư vấn được cho anh em là nên nâng cấp cái gì trước, nên thay cái gì trước đó. Bởi vì là để mà nâng cấp full một bộ như thế này thì cái có thể là tài chính nó cao. Ví dụ như là một cái combo như này nó hết khoảng gần 7 triệu, thì với những anh em mới chơi có thể đang có khoảng tầm 2-3 triệu chẳng hạn, thì mình sẽ tư vấn cho anh em là 2-3 triệu đó thì anh em nên mua một cái xe, sau đó thì anh em mua những cái linh kiện gì trước, để sau này ví dụ như anh em có thêm thì anh em lại mua thêm linh kiện để bổ sung vào, thay vì là anh em tự chọn các cái linh kiện theo ý của mình mà có khi nó không đồng nhất được với nhau, nó không kết hợp được với nhau, hoặc là về khả năng nâng cấp về sau nó sẽ bị hạn chế, đúng không ạ? Tốt nhất là anh em nên inbox cho mình và hỏi mình trước khi mua hàng để cho nó chắc chắn, nó vừa phù hợp với nhu cầu của anh em, vừa đỡ bị mua thừa các cái linh kiện lãng phí không sử dụng được đó. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ về một cái combo linh kiện nâng cấp để làm một cái chiếc xe hai cầu tỷ lệ 1:16. Ở đây thì anh em có thể tham khảo cái linh kiện này, và anh em cũng có thể mua các linh kiện này ở website của kho đồ chơi với cái đường link là https://kho-đồ-chơi.vn. Mình sẽ để cái đường link này ở bên dưới cái bài viết nhé. Thì anh em có thể ghé thăm vào gian hàng của kho đồ chơi để mua các cái linh kiện này, hoặc là tìm thêm các linh kiện loại khác ở trên website của kho đồ chơi đều có sẵn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể ghé thăm vào gian hàng online của kho đồ chơi tại Lazada, thì mình cũng sẽ để link ở dưới bài viết này, thì anh em có thể ghé thăm vào đó, thì anh em có thể mua hàng qua website hoặc là mua hàng qua gian hàng của kho đồ chơi tại Lazada. Nếu mà anh em thấy cái video này là hữu ích thì anh em nhớ là bấm một like và chia sẻ cho cái video này nhé, và đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh của kho đồ chơi để liên tục cập nhật những cái video mới, những cái chia sẻ hữu ích về RC. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.